Hàng ngày, hàng trăm hộ dân của các thôn Hiệp Thạnh, Bình Trị, Tân Thừa, Tân Bình của xã Ninh Bình muốn qua xã Ninh Xuân để ra quốc lộ 26 đều phải di chuyển bằng bè vượt qua con sông Cái. Ngay cả các em học sinh của các trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh cũng phải vượt qua con sông rộng hơn 100 mét bằng bè để tới trường. Đây là chiếc bè của một hộ dân tự chế có hai sợi dây vắt từ bờ bên này sang bờ bên kia. Bè chở được người và hai xe máy cho mỗi lượt. Khi di chuyển, chủ bè dùng tay nắm theo sợi dây để đẩy bè qua sông giữa dòng nước chảy xiết. Trên bè lại không thấy có một chiếc áo phao nào. Được biết, mỗi lượt qua sông cả người và xe máy chỉ trả cho chủ bè 2.000 đồng, riêng học sinh thì được miễn phí. Lỡ chấm dứt luôn. Phương tiện khó khăn, dù con lèm ở đây, cha bè con đi quê lại, cho thuận tiện nữa. Còn học sinh, đồ mùa học sinh đi cũng rất đông nữa. Mày tụi con kiếu quê không mà đâu lấy đồng bạc này đâu, lấy tiền đâu. Giúp đỡ cho mấy đứa học sinh rồi, y cháu rồi đi quê lại, với bè con rồi nữa.